Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lê BV sách 2 thú vị của mình. Thì hôm nay kênh mình đã được 520 người đăng ký. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt nhiều thời gian qua. Các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng mình và tiếp tục đăng ký kênh mình và cho mình một like để mình ngày càng cái thiện phát triển. Thì hôm nay mình sẽ làm một video về hướng dẫn các bạn cách lấy link và tải BV sách 2 China phiên bản mới nhất, phiên bản update phiên bản 2.0. Đầu tiên các bạn vô kênh của mình, like và chia sẻ thú vị. Tiếp theo các bạn bấm vô video. Các bạn hãy coi thật kỹ nhé. Đây, các bạn vô ngay video này cho mình. Đây, cho các bạn xem đầy đủ luôn. Đó, đầy đủ luôn đó. Có tâm BV sách 2 China, khó tàn sát đó, các bạn coi kỹ. Đó, các bạn bấm vô cái nút này nè. Đó, bấm vô. Sau đó các bạn bấm vô cái Medify này. Đó, bấm vô. Ở đây thì mình đang tải nên mình khỏi bấm nữa. Đó, ở đây mình đang tải nên khỏi bấm nữa. Nhá, ở đây mình đang tải đó. Chừng nào tải xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó, cho các bạn xem luôn. Đó, đang tải. Chừng nào xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Khúc này thì mình sẽ tua nhanh qua nhé. Rồi, sau khi mình tua nhanh khúc này thì mình đã tải xong. Bây giờ các bạn vô ES thì tập tin cho mình. Các bạn nhấn Erase Tolerance. Các bạn chọn mục Download. Ở đây các bạn sẽ có một cái hình BVS2. Các bạn bấm vô. Các bạn bấm cài đặt. Các bạn để khá lâu đấy. Bản BVS2 China là vậy đó. Nó rất khó. Ở đây các bạn không cần giải nhớ gì cả, các bạn chỉ tải vậy thôi. Sau đó các bạn bấm cài đặt nhé. Các bạn bấm cài đặt. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tất tần tật cách cài đặt BV sách 2 China phiên bản 2.0. Mình chỉ hy vọng một các bạn là vẫn ủng hộ mình bằng cách vẫn cho mình một like và một đăng ký kênh. Và nếu cần thiết thì các bạn cứ xem video của mình để giúp kênh mình ngày càng phát triển và ra nhiều video hơn. Còn nếu video nào dở thì các bạn cứ phản hồi rồi mình sẽ khắc phục, chứ đừng quên đăng ký, hãy cho mình một cơ hội. Hơi lâu các bạn đợi xíu. Thì game này các bạn phải bật màn, tắt màn không chơi được nhé, lưu ý bật màn. Không có mạng, không chơi được. Thì là bắt buộc. Khá lâu. Rồi, chúng ta sẽ mở game vào. Ở đây chúng ta cho phép hết mọi thứ. Đó, cho phép. Các bạn yên tâm, không có đánh cắp thông tin gì cả. Các bạn hãy cho phép thì nó mới cho bạn chơi. Không cho phép cái gì cho chơi phải không? Phải cho phép, bắt buộc, cái này là bắt buộc. Áo áo Mark Canada thì đó. Áo ghê luôn. Chớp chớp nữa. Khá lâu, nó lót mà. Mấy cái bạn bè về sách 2 China này là vậy đó. Hay lâu các bạn để xíu. Nó hay mất nhiều thời gian. Lâu thật. Bị đứng thì gì rồi. Ừ, hên, được rồi. Rồi đó, chuẩn bị lót nè. Nó bị gặp một số trục trặc nhẹ thôi. Không có gì hết. Yên tâm, không có đánh cắp thông tin gì cả. Đây là BV sách 2 China. Không có đánh cắp gì cả. Đây là bản mới nhất update trên sàn HLA China. Không biết trên sàn HLA mình có không à. Nó chi đâu xa. Trên tap tap cũng có nữa, nhưng mà thôi, tại đây cho chắc ăn.
mình đặt link Medify luôn để cho các bạn dễ tải, dễ cài đặt, khỏi dễ nét, khỏi cần gì chân thì chơi đơn giản đó. Vậy xong một game bình thường, chúng ta còn một số đăng nhập nhỏ ở đây á, thì mình đăng nhập rồi nên chỉ cần vào game chơi thôi. Các bạn cứ vào game chơi bình thường, không có gì cả. Chúng ta cần phải đăng nhập. Đầu tiên các bạn nhấn vào đây cho mình, nhấn vào. Các bạn xóa này đi. Các bạn nhập lại. Đó, nhập lại đi. Các bạn nhập vào 4888. Năm sáu chín sáu. Đó, giờ xong, đơn giản. Không có gì khó khăn cả. Vào game và thưởng thức thôi. Nó lót game hay lâu. Để mình thoát ra cho nó dễ ha. Để mình thoát. Rồi xong, chúng ta đang nhạc xong, chúng ta thoát ra và vô lại. Đây, vô lại. Đó. Đăng nhập xong chúng ta sẽ thoát ra vô lại. Đó. Nha. Nhớ đăng nhập xong là thoát ra vô lại liền thì nó mới cho phép bạn vô. Rất là đơn giản, đăng nhập không có gì khó khăn. Lót hay lâu, tại vì luôn luôn bê phải sách hai China là vậy. Đăng nhập xong rồi về chỉ việc là thoát ra vô lại đó, nó vô thẳng luôn chứ nó không có cái trường hợp này nữa, nó vô thẳng luôn. Các bạn nhập bấm cái nút hồi nãy nha, vẫn bấm cái nút này cho mình, bấm lại cái nữa đó, nó tự có tài khoản luôn đó. Giờ các bạn chỉ cần để xíu nè là các bạn sẽ vô luôn nha, có sẵn luôn nè, tên tài khoản nè đó. Các bạn nhập y như mình hồi nãy nhập. Các bạn nhớ coi kỹ video này để các bạn có thể biết nha. Hồi nãy mình đăng nhập sao đây các bạn đăng nhập y vậy, không có gì thay đổi cả. Vậy thôi, đơn giản là vậy. Hay lâu. Đây mình tua nhanh khúc ngày cho. Rồi sau cái trận này, giờ chúng ta đổi tên nhé. Chúng ta trận này khá lâu. Đó. Thì chúng ta đổi tên thôi. Mình sẽ nhập tên của mình. Phân tích game. Thôi này viết thường đi phân. Không xin lỗi. Bây giờ mình đổi tên kênh là bây giờ mình phải nhập vào Play BVZ2. Thú vị. Rồi. Không biết ở đây nó có cho phép nhập không. Nó không cho nhập thôi chứ sao nhỉ. Đó. Phiên bản version KH360 độ 2.9.0. Rồi. Cho các bạn có quyền chọn tài khoản nào cũng được. Chọn một tiếng mà chắc ăn nhất. Rồi. Chúng ta vào game thôi. Đó, đơn giản, không có gì khó khăn cả. Thấy chưa? Các bạn thấy hơi khó khăn phải không? Bất tử. Đó. Vì vậy các bạn đã thành công rồi. Và được game rồi đó. Đây là sách hàng mới nhất. Hai giờ chắc chắc rồi. Nếu so với các bạn quốc tế này nó thua cái mấy chấm rồi. Nhưng mà 2.9.0. Nhưng mà cái độ chất lượng của nó thì rất lớn. Rồi, dù thắng ai cặp cũng khó cần phải chơi mà ăn ông Gazi gì chứ, đó thấy chưa?
Đó, vô thẳng luôn thấy chưa? Đó. Ông ra gì thì bằng đồ bằng thần. Nhưng mà nó khi dễ, đây là cái gì hay đấy. Đó, nó yêu cầu kêu chồng và làm. Đó, lấy xăng. Nhìn kỹ theo hướng đó. Nhẹ nhàng. Đó, thấy chưa? Chơi, chơi mỗi cho các bạn một màn đó. Và 5 phút. Đó giờ buồn 3 phút. Đó mình cho các bạn xem. Đó. Bây giờ có thấy chưa? Dễ dàng. Dễ dàng ăn kẹo luôn. Đào thải nó đi. Rồi bắt đầu. Đó. Ngày 1. Nhưng cái cũng đơn giản. Đầu tiên là các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian. Tại ngày đầu tiên á là 15 phút là thoải mái nên không cần mất thời gian gì nhiều. Đó, ngày đầu tiên thôi đó. Đó, ngày đầu tiên là 15 phút thoải mái, không có tốn nhiều hết trơn, rất là nhanh. Chúng ta kết thúc. Đó. Rồi về xong, đơn giản. Vậy là chương trình của ngày mai rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công và chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.